Viện sử toàn thư xin được kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, cuối năm 1788, lợi dụng hành động rước voi dày mã tổ của vua tôi Lê Chiêu Thống, nhà Thanh phái tổng đốc Lưỡng Quảng Tôn Sĩ Nghị mang 290.000 quân xâm lược nước ta. Nhận được tin, Quang Trung Nguyễn Huệ lập tức lên ngôi hoàng đế ở núi Bân, ở Huế, kéo quân ra Bắc diệt giặc. Chiến thắng Ngọc Hồi Đống Đa vào Tết Kỷ Dậu năm 1789 khiến Lê Chiêu Thống rơi vào bước đường cùng, không còn cơ hội trở về quê hương. Đây được coi là trận đấu đầu tiên trong lịch sử chứng kiến quân phương Bắc phải tự vẫn trước quân Tây Sơn. Thông tin chi tiết sẽ được Viện sử Toàn thư gửi đến quý vị và các bạn trong video ngay sau đây. Trước đó đừng quên nhấn subscribe kênh YouTube Viện sử Toàn thư, cho biểu tượng chuông để không bỏ lỡ video của chúng tôi. Lê Chiêu Thống, vì vua không ra vua. Lê Chiêu Thống sinh năm 1765, mất năm 1793, là vị vua thứ 16 và là cuối cùng của nhà Lê Trung Hưng. Ông làm vua được gần 4 năm, từ năm 1786 đến 1789. Khi nhắc đến vị vua này, ai cũng chê trách với hành vi cõng rắn cắn gà nhà. Nhưng vì sao một vị hoàng đế chính thống của Đại Việt lại làm như thế? Và ai là người trực tiếp sang Trung Quốc cầu viện nhà Thanh? Sự việc có thể kể từ tháng 6 năm 1786, hàng tướng Nguyễn Hữu Chỉnh của nhà Lê vào Nam dâng kế cho Nguyễn Huệ xin làm tiên phong dẫn đường cho Tây Sơn ra Bắc diệt chúa Trịnh Khải với chiêu bài Phù Lê diệt Trịnh. Dù vua Tây Sơn là Thái Đức Nguyễn Nhạc không đồng ý, nhưng Nguyễn Huệ vẫn quyết tâm bắt tiến. Quân Tây Sơn không gặp nhiều khó khăn, chỉ trong một tháng đã đánh đến thành Thăng Long. Chúa Trịnh Khải cưỡi voi thân chinh, chống trả nhưng cuối cùng thất bại và tự sát. Lúc này vua Lê Hiển Tông già yếu sắp mất, nghe theo lời Nguyễn Hữu Chỉnh, gả công chúa thứ 21 là Lê Ngọc Hân cho Nguyễn Huệ để có thế lực chống lưng cho Lê Triều. Sau đám cưới ít ngày, Lê Hiển Tông mất ngày 17 tháng 7 năm 1786. Ngọc Hân có ý đưa Lê Duy Cận, tức là con thứ của Lê Hiển Tông lên ngôi, nhưng chồng là Nguyễn Huệ lại chọn Lê Duy Kim, cháu nội của Lê Hiển Tông, tức Lê Chiêu Thống lên ngôi lúc 21 tuổi. Tại Quy Nhơn, Nguyễn Nhạc có lòng nghi kỵ với em, liền kéo quân ra Bắc. Tháng 8 năm 1786, Nguyễn Nhạc ép Nguyễn Huệ về Nam gấp mà không hề báo với vua Lê. Nhưng trước khi về, Nguyễn Huệ cho Nguyễn Hữu Chỉnh trấn thủ Nghệ An, Vũ Văn Nhậm giữ Quảng Bình. Nhân đây, Lê Chiêu Thống ra sức củng cố vương triều với hy vọng kết thúc kiếp bù nhìn như các đời vua Lê trước. Nhưng không may, tàn dư của họ Trịnh đưa Trịnh Bồng đánh về Thăng Long, tái thiết lập thể chế vua Lê chúa Trịnh. Không cam chịu số phận, Chiêu Thống xuống chiếu Cần Vương, nhờ người lẻn vào Nghệ An cầu cứu Nguyễn Hữu Chỉnh. Nhưng Hữu Chỉnh là tay giang hùng, nhân cơ hội đã kéo về kinh đô. Quân của Hữu Chỉnh đánh bại quân Trịnh vào tháng 12 năm 1786. Trịnh Bồng trốn khỏi Thăng Long xuống tốc Mai Danh ẩn tích. Vừa thoát được sự kìm kẹp của tàn dư họ Trịnh, Chiêu Thống lại rơi vào thế chuyên quyền của Nguyễn Hữu Chỉnh. Ở Quảng Bình, Vũ Văn Nhậm được tin, vốn không ưa Hữu Chỉnh từ trước, Nhậm tự ý dẫn quân Tây Sơn ra Bắc đánh Hữu Chỉnh với cớ lộng quyền. Tháng 11 năm 1787, Chỉnh và Nhậm đánh nhau một trận lớn tại sông Thanh Quyết. Hữu Chỉnh bại trận, chạy về Thăng Long. Tháng 12 năm 1787, quân Tây Sơn của Nhậm kéo tới Thăng Long, Hữu Chỉnh cùng Chiêu Thống chạy ra kinh Bắc, Bắc Ninh ngày nay. Sau đó, Nguyễn Văn Hòa, bộ tướng của Nhậm đuổi kịp, giết được Nguyễn Hữu Du tại trận và bắt được Hữu Chỉnh về kinh, rồi bị Nhậm xử tử. Tại Phú Xuân, Nguyễn Huệ được tin Bắc Hà có biến, với nhiều lời không hay về Vũ Văn Nhậm. Tháng 4 năm 1788, Nguyễn Huệ ra Bắc lần hai, bắt giết Vũ Văn Nhậm, rồi rút quân về để Ngô Văn Sở ở lại trấn giữ Thăng Long. Vì trong Nam Hà, quân Nguyễn đang đánh Nguyễn Lữ để lấy lại gia đình. Trong cơn binh loạn, gia đình Chiêu Thống thất lạc nhau. Tháng 7 năm 1788, mẹ và con của Chiêu Thống chạy ra Cao Bằng, bị quân Tây Sơn đuổi kịp. Cùng đường, họ chạy qua cửa ải Thủy Khẩu sang Long Châu, Trung Quốc. Nghĩ ngai vàng nhà Lê bị Tây Sơn cướp, Thái hậu bèn thảo một tờ biểu xin cầu viện quân Thanh nhờ giúp lấy lại ngôi vua cho con trai mình. Cuối cùng, nhà Thanh đồng ý cho Tôn Sĩ Nghị đem 29 vạn quân giúp Chiêu Thống phục quốc. Tháng 10 năm 1788, Chiêu Thống được quân Thanh đưa về Thăng Long trở lại ngôi vua. Nhưng chỉ vài tháng sau, Nguyễn Huệ lên ngôi vua ở núi Bân, tự xưng là Quang Trung Hoàng đế, rồi dẫn quân ra Bắc đánh đuổi được quân Thanh vào tháng 1 năm 1789. Chiêu Thống theo đám tàn binh chạy sang Trung Quốc, sống đến khi mất lúc mới 28 tuổi. Quân Thanh do Tôn Sĩ Nghị cầm đầu gấp rút kéo sang nước ta,
thực hiện mưu đồ đen tối ngay thi vào Thăng Long, chúng chẳng coi Lê Thống ra gì. Theo sách Hoàng Lê Nhất Thống Chí, Lê Dư Thống hàng ngày vào chầu trực ở bản doanh của Tôn Sĩ Nghị để nghe lời sai bảo. Ngày ngày sau buổi chầu, vua lại tới chợ ở bản doanh của Sĩ Nghị để nghe truyền việc quân, việc nước. Vua cưỡi ngựa đi trước, Lê Quýnh cưỡi ngựa đi sau, quân lính hộ vệ chỉ vài chục người. Người trong kinh có kẻ không biết là vua, có người biết thì họ nói riêng với nhau rằng nước Nam ta từ khi có đế, có vương tới nay, chưa bao giờ có ông vua luồn cuối đê hèn như thế. Việc gì cũng do viên đốc dưới mãn quyết định, có khác gì phụ thuộc. Có hôm, vua tới yến kiết, Tôn Sĩ Nghị không tiếp, chỉ cho người truyền bảo hôm nay có việc quân, việc nước gì, hãy về cung yên nghỉ. Khi quân Thanh đại bại, Lê Chiêu Thống cùng Giao Quyến và bề tôi trung thành lại chạy theo sang Trung Quốc, hy vọng cầu viện nhà Thanh một lần nữa. Nhưng lúc này, tình hình đã khác. Nơi đất khách quê người, ông vua bán nước bị đối xử tệ bạc. Tóm lược lại, với khẩu hiệu Phù Lê Diệt Trịnh, sau khi lật đổ họ Trịnh, anh em Tây Sơn giao lại Bắc Hà cho vua Lê vào năm 1786, rồi rút quân về Nam. Vua Lê lúc ban đầu là Lê Hiển Tông, sau khi qua đời Lê Duy Khiêm, Lê Duy Kỷ được kế vị, hiệu là Chiêu Thống, năm ấy 21 tuổi, nhưng Chiêu Thống không đủ uy tín và tài năng để cai quản đất nước. Bắc Hà rơi vào loạn lạc, Lê Chiêu Thống phải dựa vào hết thế lực này đến thế lực khác, từ Đinh Tích Nhưỡng đến Nguyễn Hữu Trình. Khi Trịnh bị Võ Văn Nhậm diệt, Lê Chiêu Thống bỏ chạy sang Quảng Tây Trung Quốc cầu cứu nhà Thanh. Vị vua bán nước Lê Chiêu Thống sẽ gặp kết cục như thế nào? Liệu quân Tây Sơn có đánh bại được quân Thanh để bảo vệ chủ quyền của đất nước? Câu trả lời sẽ có ở phần sau của video. Nhưng trước đó thì đừng quên nhấn subscribe kênh YouTube Việt Sử Toàn Thư. Cầu cứu nhà Thanh. Nhân cơ hội ấy, quân Thanh do Tổng Lưỡng Quảng là Tôn Sĩ Nghị cầm đầu kéo sang. Ngay khi vào Thăng Long, chúng đã chẳng coi Lê Chiêu Thống ra gì. Vua ta phải hàng ngày vào trực ở bản doanh của Tôn Sĩ Nghị để nghe lời sai bảo. Tuy vua Lê đã được phong vương, nhưng giấy tờ đưa đi các nơi đều dùng niên hiệu Càn Long. Quân Tây Sơn đánh tan quân Thanh. Sau khi được tin quân nhà Thanh đã chiếm Thăng Long, quân Tây Sơn ở đây rút về trấn giữ Tam Điệp, Ninh Bình, Thanh Hóa để chờ viện binh. Ngày 25 tháng 11 năm Mậu Thân 1788, Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế lấy hiệu Quang Trung, tước Bắc Bình Vương, rồi tự mình thống lĩnh thủy bộ đại binh ra đánh giặc Thanh. Khi tới Nghệ An, Quang Trung nghỉ lại 10 ngày để tuyển thêm quân. Sau đó ông ra lệnh tốc chiến tốc thắng trong ngày mùng 7, phải vào kinh đô Thăng Long. Nhưng chỉ tới ngày mùng 5 là đại quân đã giải phóng Thăng Long và toàn miền Bắc. Tổng đốc Tôn Sĩ Nghị phải bỏ cả Ấn Tín chạy trốn cùng quan quân vượt cầu phao sông Hồng, khiến cho nhiều quân sĩ chết chìm. Đề đốc Hứa Thế Thanh và nhiều tướng khác đều tử trận. Quan phủ Sầm Nghi Đống đóng ở Đống Đa bị quân Tây Sơn vây khốn, phải thắt cổ mà chết. Đây là trận đánh ngoạn mục và nổi tiếng của Nguyễn Huệ với kỹ thuật tác chiến làm kiếp đảm quân thù. Trong trận đánh với quân Tây Sơn ở bờ nam sông Hồng năm 1789, Hứa Thế Hành đã bị giết ngay giữa trận tiền. Trên đường rút chạy thoát thân, Tôn Sĩ Nghị ra lệnh các cầu phao bắc qua sông Hồng để chặn đường quân Tây Sơn truy kích. Hành động này khiến hàng ngàn binh sĩ nhà Thanh chết đuối. Theo giáo sĩ De La Bichère ở Việt Nam, khi đó số quân Thanh kịp theo Tôn Sĩ Nghị qua bên kia biên giới khoảng 50 người. Trước khi ra Bắc, Quang Trung đã tuyên bố với quân sĩ qua mấy câu thơ sau, cho thấy quyết tâm đánh giặc của Nguyễn Huệ và truyền khí thế đánh chắc thắng chắc cho bao quân tướng sĩ Tây Sơn. Đánh cho để dài tóc, đánh cho để đen răng, đánh cho nó chích luân bất phản, đánh cho nó phiến giáp bất hoàng, đánh cho tri sử Nam Quốc anh hùng chỉ hữu chủ. Sách lịch sử Việt Nam tập 1 năm 1971 nhận xét về chiến thắng của Nguyễn Huệ như sau. Xuân năm Kỷ Dậu 1789 là một tiết xuân rực rỡ chiến công. Chỉ trong vòng 5 ngày đêm của những ngày đầu xuân năm đó, từ 30 tháng 12 đến 5 tháng 1, dân tộc ta dưới sự lãnh đạo tài tình của Quang Trung đã vùng lên quét sạch 20 vạn quân xâm lược Mãn Thanh khỏi đất nước, giải phóng kinh thành Thăng Long, giải phóng Tổ quốc. Đó là một chiến công vĩ đại và hiển hách vào bậc nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc. Khi quân Thanh đại bại, Lê Chiêu Thống cùng Giao Quyến và các bề tôi trung thành lại chạy theo sang Trung Quốc, hy vọng cầu viện nhà Thanh một lần nữa. Nhưng lúc này, tình hình đã khác. Nơi đất khách quê người, ông vua bán nước bị đối xử tệ bạc. Lê Chiêu Thống chạy theo tàn quân Thanh. Quân Thanh đại bại, Lê Chiêu Thống cùng Giao Quyến và các bề tôi trung thành lại chạy theo sang Trung Quốc, hy vọng cầu viện nhà Thanh. Nhưng lúc này, tình hình đã khác. Quân Thanh, mà thực chất là quân bốn tỉnh gần Việt Nam, Quảng Đông, Quảng Tây, Vân Nam, Quý Châu,
sau những trận Ngọc Hồi, Khương Thượng, Đống Đa đã trở nên khiếp sợ vua Quang Trung và quân Tây Sơn. Theo Hoàng Lê Nhất Thống Chí, khi quân ta đổi chúng đến Lạng Sơn đã nói phao lên rằng sẽ giết hết rợ Hung Nô. Do đó, ở đất Trung Quốc, dân chúng lại càng nhốn nháo. Từ cửa ải Nam Quan trở về, trai gái già trẻ bồng bế dắt díu nhau chạy trốn. Suốt vài dặm lặng ngắt không còn bóng người. Tôn Sĩ Nghị bị cách chức, vua Càn Long cử Phúc An Khang và một người thuộc đội cờ viện vàng được vua rất tin dùng làm tổng đốc Lưỡng Quảng, thay mặt triều đình lo việc kinh lý với An Nam. Ở triều đình thì việc này giao cho Hòa Khôn, tức là Hòa Thân, viên quan nổi tiếng tham nhưng lại được vua Càn Long tin dùng trực tiếp phụ trách. Cả hai tên này đều không thích gì việc đánh Việt Nam. Mặt khác, sau đại thắng, Quang Trung tìm cách hòa hiếu, ông sai Ngô Thị Nhậm thảo thư gửi Phúc An Khang, nói rõ ta không có ý đánh nhau mà thực ra lỗi thuộc về Tôn Sĩ Nghị. An bày cho ta đưa vàng bạc đúc lót cho Hòa Khôn. Khôn liền tâu với vua Thanh xin bãi việc binh, phong vương cho Quang Trung. Khôn nói, từ xưa đến nay, chưa có đời nào làm nên công trạng ở cõi Nam. Nhà Tống rồi nhà Nguyên, nhà Minh, rốt cuộc đều bị thua trận, gương ấy hãy còn rành rành. Ngô Thị Nhậm cho Nguyễn Quang Thực, cháu gọi Nguyễn Huệ bằng cậu, giả làm Quang Trung, sang ý kiến vua Thanh, dâng thêm hai thớt vòi được. Dọc đường, người Thanh phải phục dịch chuyển rất khó nhọc, trong ngoài ai cũng biết là giả dối mà không ai dám nói. Đến Yên Kinh, vua Quang Trung giả được đón tiếp rất chu đáo. Càn Long không biết hay đã biết nhưng cố tình lờ đi, được phong vương, và như vậy số phận Lê Chiêu Thống đã sắp đạt được định đoạt mà y không biết. Số phận bi thảm của ông vua mất nước. Sau những trận thua tan tác ở Ngọc Hồi, Khương Thượng, Đống Đa, quân Thanh kiếp sợ Quang Trung và quân Tây Sơn, mặt khác, vua Quang Trung cũng tìm cách hòa hiếu với kẻ thù để giữ yên bờ cõi. Viên đại thần quốc thích nhà Thanh là Phúc An Khang giả vờ bảo Lê Chiêu Thống. Ngày xuất quân không còn xa, vương nên tự mình đem tả hữu, liều thuộc làm quân dẫn đường đi trước. Nhưng bây giờ nên gọt đầu cắt tóc, thay đổi quần áo giống người Thanh để không thể phân biệt được, công lớn mới có thể thành. Sau khi khôi phục nước nhà, bây giờ sẽ lại theo như tục cũ. Việt binh không ngại dùng cách xảo trá, vương nên nghĩ tới cho đó. Lê Chiêu Thống tưởng thật, vâng lệnh gọt tóc theo kiểu người Thanh ngay, còn nói, chúng tôi không giữ được nước nhà, may nhờ thiên triều cứu viện, dù cả nước phải ăn mặc như vậy cũng xin vâng lệnh, việc ấy còn có tiếc gì. Khang An bèn làm tờ biểu kính tâu với vua Thanh rằng, vua An Nam không còn ý xin cứu viện nữa, vua tôi đều đã cắt tóc đổi đồ, xin ở lại yên ổn, xin bãi bỏ các đạo quân định đưa sang đánh dẹp phương Nam. Ninh thần Hòa Thân cũng nhân dịp tâu xin phong vương cho vua Quang Trung, Càn Long lập tức chuẩn y. Lừa được Chiêu Thống, Khang An còn làm nhục ông vua Lưu Vong bằng cách bố trí cho chạm trán phái đoàn sứ bộ của Quang Trung sang thăm nhà Thanh năm 1790. Tận mắt chứng kiến cách đối đãi rất hậu của vua Càn Long dành cho phái đoàn sứ bộ của vua Quang Trung, Lê Chiêu Thống rất tức tối nhưng không làm gì được. Trong thời gian ở Yên Kinh, Lê Chiêu Thống tiếp tục dâng biểu xin nhà Thanh cho viện binh về nước khôi phục nhà Lê. Nếu không được thì cũng cho mượn hai châu Tuyên Quang, Hương Hóa để xây dựng lực lượng, hoặc lẻn vào gia đình cầu viện Nguyễn Ánh. Quan nhà Thanh luôn tìm cách dối quanh để khất lần. Có lúc chúng bảo cho mượn đất Khâm Châu, Quảng Đông, có lúc bảo cho về Tuyên Quang. Bây giờ, một người con của vua Càn Long biết hoàn cảnh của vua tôi Lê Chiêu Thống, có ý thương xót, liền nhờ Hòa Thân nói tốt cho trước mặt Càn Long. Hòa Thân tâu lại với vua, hoàng tử này bị đánh đòn, sinh bệnh mà chết. Từ đấy, vua Lê không còn dám nói đến việc xin quân cứu viện nữa, trong lòng uất ức khôn nguôi. Cho đến mùa hè năm Nhâm Tý năm 1792, con đầu của vua Lê Chiêu Thống bị bệnh đậu qua đời. Vua Lê lo lắng buồn sinh bệnh, thoi thóp nằm liệt giường không dậy được. Năm sau, bệnh của nhà vua càng nguy kịch. Ông qua đời khi mới 28 tuổi, kết thúc cuộc đời bi kịch nhục nhã của vua bán nước, cõng rắn cắn cả nhà. Sau khi nhà Tây Sơn sụp đổ, Nguyễn Ánh lên ngôi, nhà Thanh cho Lê Quýnh cùng các quan tòng vong được đưa di hài Lê Chiêu Thống về táng ở quê nhà và cho các bề tôi trốn theo được về nước. Khi di hài vua Lê được đưa về đến Thăng Long, các quan thay hài cốt sang chiếc tiểu khác rồi táng ở Lăng Bản Thạch, Thọ Xuân, Thanh Hóa. Đó là những thông tin thay cho lời kết của Việt Sử Toàn Thư.